sống hiện tại của Xuân Mai và những thần đồng nhạc Việt một thời làm mưa làm gió. Con cò bé bé Xuân Mai và bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc. Từng được biết đến qua cái tên thần đồng âm nhạc, Xuân Mai là ngôi sao nhí một thời với những ca khúc thiếu nhi nở đình nở đám những năm 2000 như Con cò bé bé, Chị ông nâu, Con heo đất. Bé Xuân Mai như một cái tên thương hiệu, là nghệ danh được nhiều người biết đến, thậm chí cho đến bây giờ, nhiều trẻ em còn nghe những ca khúc do cô trình bày. Sau khi trưởng thành, Xuân Mai tập trung cho việc học và gần như không còn hoạt động nghệ thuật. Điều này khiến không ít khán giả tiếc nuối. Qua đó, cuộc sống hiện tại của giọng ca Con cò bé bé cũng được dân mạng đặc biệt quan tâm. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Xuân Mai có lẽ là khi cô cùng gia đình sang nước ngoài định cư. Chính điều này khiến cho tên tuổi của Xuân Mai không còn được lan rộng như trước. Cô và gia đình từng có ý định quay trở lại Việt Nam, nhưng vì lý do riêng nên kế hoạch này đành phải hủy bỏ. Một thời gian dài, cái tên Xuân Mai dường mất tích trên bản đồ âm nhạc Việt. Tuy nhiên, những ca khúc thiếu nhi xưa vẫn được lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đáp lại tình cảm của mọi người, đến năm 2009, nữ ca sĩ cho ra mắt MV Nỗi nhớ đóng băng. Trái ngược với sự mong đợi, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Xuân Mai. Khác với hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn từng cất thanh ca khúc Con cò bé bé, bởi lẽ giọng hát của bé Xuân Mai ngày nào cũng thay đổi hẳn. Kể từ đó, Xuân Mai không còn ra mắt bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. Mãi cho đến năm 2016, nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ khi kết hôn và làm mẹ ở tuổi 21. Trên trang cá nhân của mình, cô rất ít khi cập nhật hình ảnh gia đình cũng như chia sẻ về đời sống cá nhân. Đến năm 2018, sau khi hạ sinh bé thứ hai, Xuân Mai quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Sau khi sinh con thứ hai, thì vào năm 2018, Xuân Mai bất ngờ lần nữa quay trở lại với nghệ thuật nhưng ở vai trò diễn viên. Tham gia phim truyền hình Kali mùa hoa vàng, lần này mặc dù diễn xuất tự nhiên của cô được khen ngợi, tuy nhiên một bộ phận lớn khán giả vẫn không hài lòng và thậm chí còn chỉ trích ngoại hình có phần tăng cân quá đà của cô. Nguyên do cũng bởi Xuân Mai lúc này đã là bà mẹ hai con. Theo nghệ sĩ Thu Thu, mẹ của Xuân Mai, vì gia đình neo người nên chỉ khuyến khích Xuân Mai sinh nhiều con cho vui nhà vui cửa. Đây là lý do sau 3 năm kết hôn, Xuân Mai sinh đến ba bé. Nghệ sĩ Thu Thu cho rằng việc sinh con liên tiếp trong 3 năm có thể làm cả gia đình vất vả, nhưng sau này đỡ cực trong việc đưa đón các bé đi học. Chăm ba con nhỏ cùng lúc khiến Xuân Mai gặp không ít áp lực, căng thẳng, nhưng nữ ca sĩ vượt qua được vì có sự hỗ trợ, chia sẻ của chồng và gia đình hai bên. Nguyễn Huy vẫy vùng thoát ra khỏi cái bóng của bé Châu. Nguyễn Huy, tên thật của bé Châu, nổi lên như cồn ở thời điểm năm 2004. Cũng giống như Xuân Mai, bé Châu được khán giả biết đến từ rất sớm khi chỉ mới 3 tuổi đã có cho mình các ca khúc được yêu mến. Khi ấy, cậu còn là nhân vật cầm chân khách tại Gánh hát Thanh Nga, gánh hát của chính gia đình tại Vàm Cỏ. Không quá để nói rằng, bé Châu chính là ngôi sao lớn được săn đón tại sân khấu âm nhạc các tỉnh lúc bấy giờ. Thậm chí, bé Châu còn được xem là trụ cột khi tiền cát xê đủ nuôi sống cả gia đình. Ngoài biểu diễn trong nước, nam ca sĩ còn tham gia lưu diễn ở nước ngoài. Cát xê của bé Châu được tiết lộ không thua kém so với ca sĩ đàn anh đàn chị. Bên cạnh ca hát, Nguyễn Huy còn có dịp tham gia nhiều tiểu phẩm hài cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Việt Hương, Thúy Nga. Bẵng đi một thời gian, bé Châu trở lại con đường ca hát nhưng với cái tên thật là Nguyễn Huy. Lúc này, từ ngoại hình đến chất giọng khi trưởng thành cũng làm khán giả khi xưa không còn nhận ra bé Châu bẩm mỉm ngày nào. Nhìn nhận về sự nổi tiếng, Nguyễn Huy cho rằng đó là sự may mắn, nhưng cũng là bất lợi mang đến nhiều trắc trở cho mình. Nghệ danh bé Châu giúp anh được nhiều người biết đến, song cũng khiến anh không thể vượt qua cái bóng chính mình trong suốt nhiều năm. Năm 2018, Nguyễn Huy thử sức tại chương trình Solo cùng Bolero nhưng không gây được quá nhiều hiệu ứng. Giọng ca đình đám một thời thừa nhận bản thân hiện đã hết thời và không còn được nhiều khán giả quan tâm. Dẫu vậy, anh vẫn kiên trì hoạt động, nhận lời mời biểu diễn và chạy show với hy vọng phát triển sự nghiệp và ra mắt các dự án cá nhân khi đủ điều kiện. Tôi sẽ tự xây dựng con đường riêng bằng chính năng lực và sự cố gắng của bản thân. Việc tự mình bươn chải tuy có khó khăn, vất vả và cũng có thể sẽ không đạt được thành công như mong đợi, nhưng tôi tin nó sẽ giúp tôi cảm thấy tự do và mạnh mẽ hơn, Nguyễn Huy chia sẻ. Xuân Nghi và sự trở lại đầy khó khăn sau thời gian dài vắng bóng. Bên cạnh Xuân Mai thì Xuân Nghi cũng là cái tên ca sĩ nhí được yêu thích, chẳng hề kém cạnh. Những ca khúc từng được cô thể hiện khi xưa tạo được tiếng vang có thể nói tới như Ông Trăng xuống chơi, Đi học, Em lên 4. Xuân Nghi cũng là một trong số ít những ca sĩ nhí không chỉ ra sản phẩm mà còn được đầu tư album ngay từ khi bé. Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, Xuân Nghi sớm bộc lộ khả năng ca hát từ khi 2 tuổi. Tới 5 tuổi đã đạt nhiều giải thưởng ấn tượng, dần trở thành cái tên được yêu mến và là tuổi thơ của giới trẻ 9X. Khi còn hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, bé Xuân Nghi vừa đi học, vừa đi hát và đóng phim, đồng thời ra hẳn 5 album trước khi vừa tròn 16 tuổi. Sau đó, Xuân Nghi cùng gia đình định cư nước ngoài để lại sự nghiệp thăng hoa tại Việt Nam khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau thời gian dài vắng bóng vì du học, Xuân Nghi tiếp tục ra mắt album Nghi 16,
Thế nhưng, sự trở lại lần này của Xuân Nghi không còn tạo được nhiều hiệu ứng như trước và cũng không được khán giả quốc tế cũng như trong nước dành nhiều sự quan tâm. Hay như năm 2019, Xuân Nghi cũng cho ra mắt MV có tên Summer Night, nhưng có lẽ hình tượng trưởng thành của cô đã không ghi được dấu ấn quá lớn bởi khán giả đã quá quen thuộc với một Xuân Nghi đáng yêu ở lứa tuổi học trò. Xuân Nghi cũng tiết lộ mình bị sốc văn hóa trong lần gần nhất về Việt Nam, khiến MC Thúy Nga bất ngờ. Năm 2018, còn về Việt Nam một mình để thử sức và phát hành được một bài hát. Nhưng buồn cười ở chỗ khi về Việt Nam con lại bị sốc văn hóa, một năm đó thật sự khó khăn với con, Xuân Nghi tâm sự. Thưa các bạn, bạn nghĩ sao về thông tin này? Hãy bình luận ý kiến của bạn cho chúng tôi biết nhé. Tôi chính Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.